Rồi, xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một đôi loa siêu phẩm của hãng Rogers. Thì đây là model là BM 410. Thì nó còn thua cái model BM 510 nữa, cái model khủng nhất của Rogers quý vị. Thì con này thì nó sở hữu một cái bát đường kính là 30 cm, hơn 30 cm nha quý vị. Con này thông số nó ghi như 32-33 vậy đó. Đó. Nhưng mà anh em thì gọi 30 ha. Cái màn thì nó tròn như thế này, một chung và một cái chép đơm rất là to ở đây quý vị. Thì đô la này thì nó hoàn thiện tất cả các mặt là gỗ lạng hết đó. Nói chung đây cũng là cái dòng cao cấp của hãng rồi quý vị đó, dòng cao cấp của hãng. Thì đô la rất là to bự ha. Thì đây quý vị, các mặt nó là đều là gỗ lạng hết đó. Đô la này là nguyên bản zin 100% ha, chưa xịt ba chưa gì hết. Roger BM 410 chở kháng là 8 ohm và công suất là RMS là 75W. RMS có nghĩa là công suất thực của quý vị, còn công suất Rho gam công suất maximum là 150W ha. Đô la được sản xuất tại London, Anh Quốc. Rồi, ở đây nó có chốc tí xíu, chỗ này em xử lý cho quý vị ha. Nó chốc cho chỗ này hở tí xíu thôi, không vấn đề. Do vận chuyển mà đô la này là nguyên, chưa spa chưa gì hết nha quý vị, nguyên bản hết ha, nguyên nguyên mộc hết đó. Đó, để nguyên mộc hết luôn ha, chưa có xử lý gì hết luôn. Rồi, loa này thì nó có chiều ngang là 35 cm, vì 38 quý vị, 38 phần bằng 40, 38 đó. Và chiều cao thì nó khoảng tầm là, để em đo, nó khoảng gần 90 quý vị, cao gần 90 ha, sâu cũng khá sâu á. Sâu này thì khoảng 30 cm, 32 cm quý vị. Đó. Đây là lưới A-căng của nó ha. Thì anh em nào thích chất âm của dòng Roger thì đây là một cái model khó bỏ qua quý vị, với cái mức giá rất là tốt. Đó, nếu mà quý vị lên cái model 510 kia thì cái giá nó cao hơn rất nhiều luôn, gấp mấy lần luôn ha. Còn model 410 này âm thấy đáng chơi nhất luôn quý vị. Và em đang ghép cùng với con âm ly Siemens của Đức quý vị. RV, Siemens RV90. Cực kỳ tuyệt vời ha. Con này thì đang có giá cũng rất tốt quý vị. Đó. Giá chỉ có dưới 10 triệu thôi, rất là dễ chơi. Đó. Và đôi loa này thì có cái mức giá cũng rất là dễ chơi ở thời điểm hiện tại, em sẽ thông báo đến quý vị ở cuối clip. Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn thưởng thức chất âm của bộ vàng nhé. Rồi. Hàng cây đường xa em đêm nay đến rất dài.
Rồi em xin kết thúc video tại đây. Thì đô la này thì mình sẽ giao lưu đến về mức giá là 24 triệu 500 quý vị. Lo trong tình trạng là nguyên bản mọc hết luôn ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.